Sotoro xin chào tất cả anh em nhá. Thì hôm nay anh em chúng tôi đang có mặt ở Ninh Giang, Hải Dương để bàn giao máy cho anh Sĩ. Đấy anh em ạ, thì anh em theo tôi này, thì máy anh em chúng tôi đặt dưới đây nhá. Đấy, anh em thì xem qua thì chúng tôi đã bắt đầu là trộn vữa các thứ rồi và bắt đầu các anh ấy đang phun. Thì anh em có thể xem qua công trình là anh làm 3 tầng này. Thì anh em chúng tôi đã bắt dây lên tầng 3 rồi. Đây, anh em thợ rất phấn khởi nhá anh nhá. Hai nhau vào phun rồi. Đấy, anh cười rất tươi. Đây máy chúng tôi đặt dưới tầng 1 anh em nhá. Đấy, ngoài sân này. Đấy. Sotoro, tiên phong công nghệ máy phun vữa. Ở đây anh em nha, thì bắt đầu anh em chúng tôi đã trộn được hai mẻ rồi này. Ở trong máng này anh em nhìn này. Đấy. Ở đây kỹ thuật trưởng của chúng tôi đang dẫn qua anh phụ lượt. Thì bắt đầu anh em theo tôi lên trên này nhá. Đây anh em nay phun trên tầng 3 anh em để xem qua công trình này. Đấy. Anh em theo tôi nhá. Đây, anh em chúng tôi phun trong này nhá. Đây anh kỹ thuật thì chúng tôi đang dẫn đây. Đấy. Thấp tí nữa đi Hoàng ơi, 20 phân. Cô phòng này luôn à? Đấy luôn à? Mấy kỹ đừng làm nhiều đúng không? Em nha, đây chúng tôi là phun lên tầng 4 đây này. Đấy. Anh thợ đang bắt đầu phun. Thôi thôi bên này thôi. Cứ phun xong kia đã. Đây phun mấy bức tiền anh ạ. Phun hết này, phun hết phòng luôn nhá. Này các bác thợ không làm mà toàn đi quay thế này. Đây máy chúng tôi đặt dưới tầng 1 anh em nhá. Đấy, ngoài sân này. Đấy. Đấy. Đấy máy phun rất khỏe không ạ? Đấy vữa đi rất vàng ống như này. Phun một lớp màu à? Đủ luôn. Đấy, em thấy vữa rất đẹp rồi. Không rồi thì cái vữa này bóng ra rồi. Thật ra cần cần vữa đâu? Cần không, cần đánh cộng 1, 2 thì em là phun tạo sân trước. Rồi cán sau. Tạo sân trước rồi phun cán sau. Dày vừa thôi anh ơi, nó chảy ra. Nhiều chỗ nó bị ngấm đấy. Đây em nhá, giờ chúng tôi sang bước thứ 3 này. Đấy. Phun hai bước rồi, hai bước to rồi. Đây là phun hết phòng rồi. Đây dùng nước dây thả nước dẹt đây. Đây, anh em thợ rất phấn khởi nhá anh nhá. Hai nhau vào phun anh rồi. Đấy, anh cười rất tươi. Đấy, phun đẹp rồi anh ạ. Quá đều rồi. Thì xuống đều lắm. Anh phun nước này chuẩn bài phun vuông góc rồi đấy.
Đây anh em nhá, đến công đoạn vệ sinh cuối cùng đây này. Đây khi mà vữa trong máng anh em đã gần hết rồi nhá. Này, cho các bác thợ là vét hết hai thành này. Cho nó hết sạch đi. Đấy, bắt đầu anh em vừa vữa từ mình vừa rửa máy trộn, vừa rửa được cả máng luôn. Đổ nước từ máy trộn vào máng để cho nó đẩy nốt cái vữa trong ống 30 mét này đi anh em nhá. Đấy, cho nó sạch hết vữa, bao giờ ra nước là anh em tắt máy là thông ống vệ sinh thôi. Đấy. Sotero, tiên phong công nghệ máy phun vữa,